Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình. Mình thì đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với cái series đó chính là Plan vs Zombie 2. Và nếu anh em nào thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến dưới phía dưới video và đăng ký kênh mình nhé. Nhớ rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Và nếu có thể thì hãy click quảng cáo cho mình nhé. Và nếu anh em thích những cái series về gọi là Dragon Mania Legend và Monster Legend, có thể là qua channel Thành Ezi My Blog và mình để ngay cái link ở phía dưới phần comment nhé anh em. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Ở đây thì hôm nay là sẽ kết thúc cái Battle Z tuần 62 và ngày mai sẽ có một cái sự kiện Battle Z mới. Hiện tại mình đang cố gắng lên top 1 đây nhưng mình đang hơi bị chậm lại so với những người khác. Nhưng trước tiên ta sẽ chơi event Pinata Party đã nha. Pinata Party của ngày hôm nay nó sẽ là cái gì đây? À, chúng ta phải bảo vệ hàng hoa nha bạn. Mình rất là ghét bảo vệ cái hàng hoa này. Ui, lắm zombie thế. Uầy, lắm zombie vậy. Họ nó cho mình cái cây cherry bomb anh em ạ. Và cây ngô để thủ anh em ơi. Thử xem phát nhờ. Đây phát này. Đóng băng lại. Đóng băng lại, đúng rồi, chính xác, chính xác. Hơi chậm. Cảm giác hơi chậm anh em. Bao giờ nó xuất hiện con zombie mới đây? Hiện tại là chúng ta vẫn chưa thấy nó xuất hiện con zombie mới anh em ơi. Nào này, thật là bắn nha anh em. Đóng băng lại, đóng băng lại. Mình sợ là ném cái con đệ nó thôi, chứ cũng không sợ cái gì cả. Mình khá là sợ con đệ là ném con đệ ra là ném sau luôn cái hàng hoa này. Cực kỳ là khó chịu đấy. Chúng ta có thêm cây này được trang bị nơ chứ, trang trí nơ chứ. Hay phết nhở. Rồi ok, nó sẽ để như thế này. Rồi, như thế này. Tạm thời thế này đã. Thì hy vọng nó có thể giết được nó trước khi là nó có thể là kịp ném cái kia đi. Nếu mà điều chắc chắn. Slow lại. Chính xác. Bao giờ nó đông tí mình bắt đầu dùng kia. Ok, chết rồi. Nó trâu lắm anh em ơi. Mà trong khi đó cái con này chỉ có level 3 thôi. Không ăn thua luôn. Rồi, ném đi anh em. Giết nó. Chúng ta phải giết nó trước. Bị slow. Các kiểu vào đây. Trời ơi. Bị làm chậm rồi anh em. Nó đang làm chậm cái bọn này. Đang cố gắng tối đa đây. Chết rồi, tự nhiên mất cây đúng không? Tây mất cây rồi. Cho nó nổi nhá. Đổ được một cây, chết rồi, ok. Này. Rồi, không sao, chúng ta vẫn có thể lấy được. Một trong những cửa rất là khó trời, cực kỳ khó nhằn luôn đấy. Con đệ con này, chết chưa? Để đây 3 cây, hợp lý, như này là quá hợp lý luôn. Nó không thể nào bắn được đâu. Cherry bomb, chúng ta muốn cho nó nhiều một tí ở chỗ này. Một bé này. Đấy, chúng ta sẽ có 3 cây luôn. Ngon. Tí nữa bao giờ nó vào đông chúng ta sẽ sử dụng cái gọi là plant food nhé. Hoặc là đóng băng ôn này. Rất nhiều luôn. Đây có một cây này. Hơi yếu rồi, chỗ này hơi bị yếu luôn nha. Chết rồi. Quả này là hơi bị vỡ mồm rồi. Bắn lên nào anh em. Đúng rồi. Tiêu diệt nó trước đã. Xong rồi làm gì thì làm. Ok. Phải dùng. Chắc chắn là phải dùng rồi. Không dùng không được. Đúng rồi, không thể không dùng là không được. Lên này anh em ơi. Cho cái trên chết đấy ạ. Ui. Đàm không thấm luôn ấy. Dã man. Đang khá là đông ở đây nhưng mà vấn đề là nó đi nhanh quá. Làm sao mình có thể là bắt kịp ở đây anh em. Ui, có 3 cây mà không đánh được thì đúng là bó tay rồi. Chết tiệt rồi. Đừng để nó hạ phá cái hàng hoa đi là được anh em ạ. Chết mà đi. Con này phải chết. Không chết ạ. Còn một phát nữa anh em ơi. Cho một phát nữa có thể tiêu diệt được nó. Một trong những cửa cực kỳ khó nha. Đây. Phát nữa này.
May quá chú Âm bị mất đến 4 cái máy cắt cỏ dã man, Shadow Piercer, Wasabi và 100 coin. Đập 1000 chứ. Mình sẽ xem ra chợ xem, ra siêu thị xem có thể mua thêm cái gì không nha anh em. Trong này Once again, xem quảng cáo chưa thêm một lần nữa đấy. Thế thôi, nhưng mà xem quảng cáo thường thường hay bị lag, chẳng hiểu tại sao luôn. Mình sẽ kiếm thêm được một cái đầu lâu lửa của zombie này. Lava Gova này, có gì nữa không? Có lấy game, đây là 5 game. Như vậy chúng ta sẽ có 15 game, 13 game. Thêm 5 game nữa là 18 game. Quá nhanh luôn. Có rất là nhiều thứ để chúng ta có thể là sưu tập trong này. Đấy, thêm 5 game nữa là chúng ta sẽ có 23 game. Kiếm game rất dễ, cực kỳ dễ dàng thôi. Bây giờ lại có Pirata Party này, lại ngon, lại 28 game ngay. Rất nhanh, có Butter Zest, có lấy Package, thêm Quest, Win Butter Zest các kiểu đây, nhiều lắm. Đi chợ cái nhờ, để xem hôm nay ta sẽ dùng cái gì. Được phép dùng cái gì đây. 109.000 cho cây sấm sét anh em ạ. Customer, ui, Squad này, đẹp phết này. Có cái băng bịt đầu, ngon phết, không mua hơi phí. Ôi đời ơi, Dust Lover, mua ngay kiểu hết, được thêm 20 mảnh nữa này, ngon. Và như vậy ta sẽ có là 569, ui, còn lâu mới lên level 6 nha anh em. Package the Spyrock, cái Citron này nên mua này. Tiền không thiếu, 53.000 cơ. Ready, Citron lên level 4 nhá. Citron ta sẽ nâng cấp được lên level 4 và mình nhận thêm 5 game ở đây nữa từ sự kiện mua patch. Mua patch là được thưởng. Cứ mua 2 cái patch là chúng ta sẽ được thưởng game, dĩ nhiên. Rồi, ok. Sau khi lấy patch xong thì ta vào trong cái quyển sách này để nâng cấp cái Citron. Cái này nên nâng lên này, level 6. Ui, nó khỏe đấy. Đam sẽ lên sang 45 và cái giáp nó sẽ là 550. Ghê phết. Ui, Repeater này, Repeater cũng được nâng lên này. Đây là 45, thời gian hồi là 4 giây, lao giáp là 550. Dã man, mình nâng cấp khá nhiều cây rồi đấy. Citron anh em, 10.000 để cho Citron. Citron loại cây xịn nên nó nâng cấp cực kỳ là đắt. Săn giá bị giảm xuống còn 300, đam tăng lên khoảng 950. Fiery Rest 1.4 và Plant Food Dam cũng được tăng lên. Thế thôi, ngon rồi. Chomper này, đây có Chomper này, có cây thổi gió này, AKE này. Mấy cái này mình chưa dùng mấy nên mình chưa muốn nâng, thì nâng nó khá là tốn kém ấy, tôi khá là tốn tiền. Electric Kirin, đấy, còn những cây này nâng hết rồi. Wasabi cũng sắp lên level 6. Và sau khi level 6 thì nó khỏe lắm đấy. Wasabi, cây đáng tiền, cực kỳ đáng tiền để mua nha. Ok, chúng ta sẽ chuyển qua quest. Ở đây có một đống quest này, làm xong đã. Wasabi, ok, nó cho mình chơi Wasabi thì mình chơi thôi, đúng không? Ở nhưng mà mình có nhiệm vụ chính, đó chính là cái kia nữa. Quên rồi. Rồi, chúng ta vào ngay trận plan thôi. Rồi, chúng ta sẽ đặt ở đây. Wasabi thì cũng khá là dễ chơi, không có khó lắm đâu. Đẩy đây phát này. Đẩy đây phát này, bắn luôn này. Bắn phát này. Ủa được thôi anh em. Ui, chết rồi. Có lẽ hơi bị vỡ mồm rồi. Một lớp giáp cái nhờ. Cả ngày Wasabi phải đặt ở chỗ này này thì nó mới hợp lý này anh em. Quên mất rồi. Đang cần một lớp giáp Wasabi của tôi để... Ui, nó sẽ tạo ra một cái cổng ở đây anh em ơi. Một cái cổng không gian ở chỗ này. Ui. Chết tiệt thật. Biết làm nào đây. Tạo cổng không gian ở đây thì đúng là bó tay rồi. Bó tay chấm com rồi. Cửa này một trong những cửa rất khó nha. Mình cần phải có hệ thống Wasabi ở phía này để bảo vệ cây đã. Vừa có tác dụng làm tan băng đó anh em ạ. Không làm gì thì làm. Đặt phía sau. Tan băng. Thế đang cố gắng tan băng ở chỗ này ra. Tao để đây phát. Ấy giờ. Bảo vệ tối đa anh em. Có thêm một cây Wasabi ở đây thì ngon này. Ấy, nó sẽ có cái cổng ở chỗ này ra. Nhưng mình cũng chẳng xoắn. Không hề xoắn luôn. Ui dồi, cái gì đây? Cái gì đây anh em?
cái gì đây? Ui, mình có hai cái, mình cái hạt có hai cái thôi. Hơi phí, hơi lãng phí, hơi lãng phí nhờ. Đáng lẽ đặt ở phía trên này. Mày á, mày á. Ui dồi ôi, wasabi khỏe lắm. Ui dồi, dã man. Bắn phát là kích hoạt hết cơ mà. Đấy, rồi ôi, nó phải khỏe như này. Ui trời, wasabi bị đẩy đây. Bị đẩy chỗ này anh em ạ. Này, đẩy này. Wasabi quá khỏe. Nó là cái đẳng cấp mới rồi. Đẳng cấp cực cao rồi. Chẳng phải sao lúc nào luôn anh em ạ. Ui, làm gì đây? Làm gì đây? Cửa này dễ quá. Tưởng khó nhưng mà lại dễ anh em ạ. Này thì khó. Nào, này có số rất là nhiều cái săn luôn ấy. Plan food luôn ấy, ăn thoải mái luôn. Ok, chúng ta đã xong rồi. Bây giờ mình sẽ event cũng xong rồi này. À không, event chưa xong, mình còn một số cái nhiệm vụ nữa cần phải làm đây. Nhưng mà chúng ta muốn chuyển qua Butter Z anh em ạ. Butter Z, có lẽ là phải tính Butter Z thì thôi. Butter Z cần phải cày. Chiều phải cày, sáng phải cày. Cày kiểu gì phải cố gắng được cái lên được top 1 ấy và lên được cái cúp vàng, được nhiều game nhất, được nhiều thức a, được nhiều cái gì nhỉ? Cái kẹo nhất. Đấy, tất cả thứ gì cần. Con gà con. Rồi chuyện này thì nó hơi củ chuối, mình sẽ không dùng chuyện này nữa. Hay cái hút đấy nó có khỏe không nhỉ? Thật ra thì nó cũng không bình thường ấy, không khỏe lắm đâu. Moonflower, Dustopper, chỉ cần hai cây này thôi là đủ sức ăn một kia rồi. Tôi có lẽ đặt thêm cái này vào nữa nhỉ? Đặt thêm cái này vào nữa và thêm cái đây, cái squad này nó có thêm cái đồ trang phục mới đấy. Nó có 3 trang phục cơ, ngon phết nhỉ. Và chúng ta sẽ lấy thêm một cái nào nhỉ? Cái nam châm điều khiển từ xa, hút từ xa luôn. Đấy, ok, let's go nào, lên. Vẫn là chiến thuật như mấy hôm trước thôi, không có gì khác cả. Hay thay vào cây slow ta. Không, cây slow thì chậm lắm. Để cây dustopper này là hợp lý đấy. Theo mình là cực kỳ hợp lý luôn. Nó hợp lý luôn. Cái wasabi ở hàng cuối thì nó hơi vô dụng một tí. Ok, nó hơi vô dụng một tí rồi. Có lẽ thay cái này bằng cái hàng thay bằng cái hàng cái gì là quả ớt chuông ấy thì có khi là khỏe. Thế mình nghĩ là vậy. Chứ cái này mà cái này khá là vô dụng này, gần như nó không gây được đam luôn. Nó chỉ là đánh được cái bọn zombie thôi. Ớt chuông thì nó vẫn có giá trị hơn khá nhiều anh em ạ. Theo như mình nghĩ là thế. Rồi, ok, let's go. Mình sẽ đào hết cái đống này đi. Mình đấy cần cái bọn này nữa. Tại vì nó không có tác dụng gì nhiều với mình cả. Chẳng có tác dụng gì luôn. Nào, đập hết. Nào, thoải mái đi các bạn trẻ, vào đây. Bọn này nó không có cái gì để dùng đến cái này luôn ấy. Cái này cần phải có cái sắt cơ. Ok. Chưa. Mình vẫn để dành hai kia luôn, nhưng mà phải để dành một tí tiền nha, không một tí nó không có tiền đâu. Oh yes yes. Tiền là không thiếu, tiền lại không thiếu nhé các bạn trẻ, đánh đi thôi. Chỉ chủ yếu các cháu phải ngoan thôi. Xóa cái này luôn đi. Đặt, quên mất không đặt. Đó, tăng cái sức mạnh cho thì hợp lý hơn nên là sử dụng cái cây này. Dừng lại, stop. Không thể vào luôn đấy. Chắc chắn rồi. Mất hơn 100.000 nhỉ, sao cho chuyến thật là ít nhỉ. Tại vì mấy cái phía sau kìa, mấy cái sau nó ít điểm quá anh em. Thế mình nghĩ là thế, nó ít điểm quá, không có nhiều tác dụng lắm. Wasabi này. Ồ, trời, khi còn thua chứ. Chưa biết là có gì thua thật. Bắn này lên phát. Đó, cho nổ. Ui, chà, mất luôn cây rồi. Mình chủ quan quá anh em ạ. Chúng ta chủ quan quá rồi. Dừng lại, stop lại. Mình không có săn. Chúng ta chơi theo kiểu là lâu dài ấy. Nên nó hơi lâu anh em ạ. Vụt nó. Cố lên nào. Có mấy con chim rất là khó chịu luôn. Rất là trâu. Chết rồi, chuột này chết rồi.
mồm mà không kịp để đập cái này ra anh em. Ở đâu quá. Ui nó mổ anh em. Mổ đây, lúc này là cần đấy đây. Đâu rồi anh em? Tất cả anh em rồi. Chết rồi. Hút cái này vào này. Trời ơi. Hơn 350.000 mà không đánh nổi thì đúng là bó tay. Squad đâu rồi? Hết tiền. Hết sạch tiền rồi. Hút nó lại anh em. 400. Chạy thua rồi anh em. Thế nhở? Thua này thì buồn cười. Quái nào lại thua được. 414 thua rồi. 424 không kịp rồi. 443. Ui, cay thật, thua thật anh em. Ui, level 7 này. Có lẽ mình phải thay đổi chiến thuật thôi, chứ lần này là không ổn rồi. Mình không được món ít quá, ít điểm quá. Tại sao nó lại cho mình lại cái này nhỉ? Được thêm đúng một cái vương miện. Ôi, tôi gặp cao thủ vậy, lúc ấy gặp cao thủ. Level 7 dành cho Electric Pistoter. Cũng khỏe đấy. Rồi, chúng ta có một cái chuyện khác. Đó là bỏ cái này đi. Và chúng ta sẽ chọn, đó chính là cái quả ớt chuông vào á. Ớt chuông là điều chắc chắn này. Lửa cũng được, để kệ nó. Và chúng ta chọn cái cây tăng sức mạnh cho các cái tay. Như thế này là quá hợp lý này. Cực kỳ hợp lý luôn đấy. Reload như thế này. Ớt chuông thì mình nhớ mình sẽ đặt 2 cây rồi xong. Đấy, đặt như thế này. Xong 2 quả ớt chuông ở đây. Đó, hợp lý nha. Nhìn có vẻ đội hình rất là đẹp luôn đấy. Rồi. Let's rock rồi anh em. Yên tâm là tan băng rất nhanh. Và phía sau nó phải bắn được hộ mình luôn. Ok. Tôi cần rất là nhiều săn đấy anh em. Đã chuồn hồi hơi lâu một chút. Nhưng mà nó là chất lượng, nó cực kỳ là chất lượng luôn ấy. Đấy, thấy chưa? Chất lượng chưa? Nhìn cứ bình tĩnh, mình sẽ đánh được. Trận này thắng cứng, không phải thua được. Đấy, cái gai vẫn là quan trọng nha. Vẫn là quan trọng của chúng ta, kỳ luôn. Tôi cần thêm săn anh em, tôi cần thêm săn là để trồng những cây nào. Để trồng ớt chuông, để trồng cây wasabi nè. Nói thôi chứ mà cái ớt chuông vẫn là quan trọng này. Thấy chưa? Ớt chuông nó làm ra tan băng hết và chúng ta có rất là nhiều săn. Trồng tẹt ra luôn ấy. Thoải mái luôn. Stop lại ngay. Khỏi đi đâu nhé các bạn trẻ. Đứng yên đấy nhá. Quá hoàn hảo luôn. Yeah. Thằng hơi thiếu một chút thôi. Và thiếu một tí thôi. Nhìn dường như là cũng rất là thoải mái. Đấy. Ớt chuông này. Ớt chuông đã full hàng phía dưới nha. Hợp lý. Chỉ trồng này thôi. Chỉ trồng bằng này ớt chuông thôi. Gần là 5 quả ớt chuông dưới là 187.000 này. Cái này phải được khoảng 560 hoặc là 600.000 là chuyện bình thường. Thì bình thường luôn đấy. Sôi. Hết luôn mà, làm sao có thể là đỡ được. Mình sẵn hồi cái này luôn này. Ngon. Cần thêm săn đi. Cần thêm săn. Đó, thu nhỏ lại này. Thu nhỏ lại này anh em. Sổ rồi. Nó còn là một cái tầm cao mới. Bây giờ là đập cái này ra và thay bằng nó là ớt chuông. Hợp lý nhỉ? Cái kia là hợp lý luôn ý. Nó phải vào một cái tầm hợp lý à. Thôi rồi, đặt thêm một cây nó trên này. Ok, có lẽ là thu nhỏ lại phát. Tăng sức mạnh này nó đập cho nó dã man. Ớt chuông này. Có lẽ sẽ thay một quả ớt chuông ở đây. Sure. Làm gì? Làm gì? Ôi trời, dùng cái này còn chưa dùng hết này mà nó hơn 400.000. Tôi còn chưa dùng hết cơ mà nó còn lên như thế này cơ. Lên vãi lúa. Mới đào bớt một cái ra. Và dùng thêm một cái sức mạnh nữa. Hơi chậm nhỉ? Yeah. Hơi chậm một tí thôi. Đấy, và gần 500.000 trước mà dùng chuyện này là thắng luôn rồi.
Còn các bạn bây giờ nó reset lại về cái mức độ 1 nên nó dễ, mức độ rất là dễ, dễ chơi. Ok, thì chúng ta sẽ kết mê nhé. Xin chào anh em, hẹn lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game, đó chính là Plan vs Zombie 2. Xin chào, hẹn gặp lại, bye bye.